Một thông tin rất nóng đã được ban biên tập cập nhật trong sáng ngày 13 tháng 4. Theo đó, thì cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi làm việc, nơi ở và bắt giữ nguyên đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền đặt tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thuộc Công an thành phố Cần Thơ. Đó là thiếu tá Đỗ Tiến Dũng. Ông Dũng được cho là đã tạo điều kiện cho người bị tạm giam tạm giữ sử dụng điện thoại để gọi ra ngoài phạm vi trại. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Được biết ông Dũng từng làm trưởng công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.